Đồ Gỗ Rèn kính chào quý vị, hôm nay là buổi chiều ngày 12 tháng 1 năm 2022, tức là mùng 10 tháng Chạp âm lịch. Và ngày hôm nay chúng tôi chân thành cảm ơn quý khách đã từ khu vực Vân Đình Ứng Hòa ra để chốt cái bộ bàn ghế gỗ vụ. Đây là gỗ vụ Lào, bộ trường kỷ mẫu Huế 6 thứ, trường kỷ ngũ lân, gồm có một ghế dài này, hai ghế đơn này, một bàn. Cái bàn là 67 nhân với 1m3. 67 nhân 1m37 thì phải. Tức là cái đại ý cái kích thước nó như thế. Bàn tương đối to. Cộng với hai đôn trà. À, anh ơi, mình ở thôn nào, xã nào nhỉ? Xã Vạn Thái. À, thôn Nội Xá, xã Vạn Thái. Tức là từ Vân Đình đi xuống là 3 km. Thôn Nội Xá, xã Vạn Thái. Thôn có cái con đường đi từ trên đê dốc xuống, đường rất là to. Toàn bộ là ván liền hết luôn. Và cái bộ này nó có một cái, có cái đặc sắc là cái mặt ghế dài là nó rộng hơn mặt ghế đơn là chừng 4-5 cm. Cho nên là nằm ngủ ở trong này, buổi trưa là cơm rượu xong là nằm ngủ luôn được. Và cái này là ăn vôi và đánh giả cổ, cho nên là trơn tuột luôn. Hàng là trần xì mộc. Đấy, cái lối hàng này là giống như hôm vừa rồi chúng tôi mới chuyển đi Ninh Bình, một chiếc tủ và chiếc đồng hồ là y cái phong cách này, gọi là phong cách gụ giả cổ. Một bộ như thế này là giá tại xưởng là 63 triệu và vận chuyển về đến Vân Đình là 700.000, là 63 triệu 700 ngàn. Đây thì hình ảnh quay tại tầng 1 khu A của Đồ Gỗ Đức Hiền. Bên kia đường là khu C và khu B. Đây, hàng đang được đưa lên xe rồi. Đang đưa được một đôn và một ghế lên xe rồi. Bây giờ tiếp một cái đôn nữa. Trước khi đi rất cẩn thận là hàng đã được thổi bụi. Thổi kỹ vào đi. Nhà bác là không có cái máy thổi đấy. Mình thổi hết cả trong xe kẽ đi. Đây, khu A Đồ Gỗ Đức Hiền ạ, số nhà 245, đường Tân Dân Sau Chính. Còn khu C bên kia là số nhà 166. Còn khu B là số nhà 160, tức là 3 khu ABC có 3 số nhà. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau. Xin quý vị liên lạc Đức Hiền theo số điện thoại 0984666999 hoặc Zalo là 0967666111. Ngoài ra thì tôi đang hoàn thiện một bộ ghế trị giá 195 triệu. Đây là bộ ghế vụ Tam Quảng Bình quần 12 x 10 thứ. Tạm biệt quý vị.